Không biết lần này mình học với tiên sinh nào đây. Cả đêm không ngủ, không biết lúc đi học có bị phân tâm ngủ gật không nữa. Thôi kệ vậy, đi ăn cơm đã. Đúng lúc Hòa Đu Đu chuẩn bị đi tới cửa nhà An, thì anh liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Ngô Thẩm. Ngô Thẩm. Rõ rồi, sủi cảo, 5 dĩa. Ơ kìa, Hà Đu Đu vừa vào nhà ăn thì đã ngạc nhiên. Anh không ngờ sáng sớm thế này mà trong thực đường đã có nhiều người như vậy. Tới rồi, gia hỏa này tới ăn rồi. Hâm ơm, kiếp trước chắc hắn bị chết đói, cho nên kiếp này hắn mới ăn nhiều như heo vậy. Những kẻ này không ở đây để ăn, mà là đến xem anh ấy ăn. Cũng có lẽ vì trước đây hắn quá nghèo, cho nên tới đồ ăn miễn phí này cũng ăn nhiều như vậy. Anh đã ở Vân Trai Trà Lâu khoảng 10 ngày, nên danh tiếng của tiểu tiên sinh Vân Trai đã sớm bị bại lộ, không thể giấu được mọi người. Ánh mắt của những người này giống như đang xem động vật quý hiếm. Ánh mắt khi nhìn động vật thậm chí còn hiền hòa hơn so với ánh mắt họ nhìn Hà Đu Đu lúc này, bởi vì họ nghĩ động vật không phải là trò cười. Còn Hà Sắc thì phải, con heo này chuẩn bị biểu diễn rồi. Hạ công tử, sủi cảo của cậu. Cứ kể bọn chúng đi, đó toàn là cặn bã. Dù bọn chúng có ra thế, nhưng cũng chỉ là đám cặn bã nhìn sáng sủa hơn một chút thôi. Nhớ sủi cảo ghê, cũng nhớ Thẩm nữa, Ngô Thẩm à. Ngô Thẩm nghe xong mấy lời này thì hai mắt cũng đã ướt nhòa. Hà Đu Đu bắt đầu ăn sủi cảo, người khác có hét gì anh cũng mặc kệ. Đám người đó nhìn anh như động vật, nhưng trong mắt Hà Đu Đu, dáng vẻ của chúng xấu tới mức không ra hình người nữa rồi. Ngô Thẩm, hắc cho ta hai dĩa sủi cảo, rồi đem cho ta một cái môi lớn ra đây. Ngươi. À, người nữa, ta chỉ ai. Thì mau ra đây, nếu không tới thì để ta qua. Mở miệng ra. Tên tiếp theo, Sư Huynh. Em biết sai rồi, Sư Huynh. Lần sau em không dám như vậy nữa. Tôi không quản lần sau thì giao cho người khác. Ta chỉ quản lần này. Mở miệng. Vừa rồi ngươi là tên hét to nhất. Nói Hàn Sắt là heo đúng không? Còn nói kiếp trước hắn chết đói đúng không? Cho nên kiếp này mới ăn được nhiều như heo đúng không? Ngươi còn nói cái gì nữa nhỉ? Còn nói là vì trước đó cậu ấy quá nghèo, cho nên tới cơm miễn phí như này cũng ăn được nhiều như vậy. Hùng, Sư Huynh. Ta biết sai rồi, Sư Huynh. Lần sau ta không dám nữa đâu. Ta nói hàm hồ thôi, ta không xứng làm người. Sư Huynh tha cho ta đi. Sau này có bắt ta làm gì ta cũng chịu. Sư Huynh, người giơ cao đánh khẽ đi mà. Sư Huynh, ta cần người như ngươi làm việc giúp chắc. Nghe ngóng được giáo tập của ngươi là ai chưa? Vẫn chưa. Đúng là với năng lực của ngươi thì khó mà nghe ngóng được. Vậy ngươi nghe ngóng được rồi à? Với năng lực của ta thì ngủ mới dậy chứ nhiêu. Đêm qua trên đường về, ta đã đánh với Vương Hắc Thác một trận. Không có đũa. Thua hay thắng vậy? Hòa thôi. Hắn ta biết người của Thanh Y liệt trận muốn giết hắn, cho nên tính ra tay ở giữa đường. Ừ, Thiết Trụ, ngươi nghĩ là ai đã nói tin này với Vương Hắc Thác? Người của Liên Công Minh. Mê mơ. Ăn no chưa? Sao vậy? Ta đi ra ngoài xem bảng thành tích học viện, còn không biết ta sẽ được phân vào lớp nào nữa. Việc điều chỉnh lớp của học viện Tứ Diệp rất nghiêm ngặt. Danh sách đệ tử của cả học viện đều có mặt trên bảng. Mỗi tháng thi một lần, rồi chia lớp theo thành tích. Lần trước bạn thi rất tốt, có thể vào được lớp giáp. Nhưng lần sau thi không tốt thì sẽ bị thay thế. Hạ sất. Chúng ta cùng một lớp. Ta xếp thứ hai, ngươi xếp thứ ba. Đỉnh thật đó, lần đầu thi đã đạt được hạng 2. Lần sau sẽ hạng nhất ngay. Không được đâu, hạng nhất là Hứa Thanh Lân. Khoảng cách quá lớn, chắc tại ngươi không để ý. Chứ lần nào cũng là hắn ta đứng đầu hết. Hứa gia còn là một gia tộc rất có thực lực trong thành Kỳ Châu, cho nên lại nhận thua à? Không có, ta sẽ thử xem. Ừ, đây mới là thái độ đúng đắn nè. Người hạng nhất đâu phải là do hoàng đế bệ hạ chỉ mặt đặt tên đâu, nên ai có bản lĩnh thì đều có thể tranh được. Mê mơ. Hạ Hầu Trác đặt hai tay ra sau đầu như mọi khi, thong thả bước đi, nhìn hai tên nhóc trước mặt đang nói chuyện. Lúc này anh mới cảm thấy Hà Đu Đu là một đứa trẻ. Đây mới là chuyện mà trẻ con nên nói, chứ không phải gì mà Vương Hắc Thác, gì mà Liên Công Minh. Lưu Thắng Anh, Hà Sất. Khi Đường Thất Địch còn ở lớp giáp, Hứa Thanh Lân vĩnh viễn chỉ đứng thứ hai. Dù anh có cố gắng thế nào thì vẫn luôn thua một chút. Ngươi có thể đứng đầu thời gian dài ở học viện Tứ Diệp, thì tương lai xem như nắm chắc 10 phần trở thành trạng nguyên khoa cử của đại sở. Cộng với năng lực của Hứa gia, thành tựu tương lai của Hứa Thanh Lân chắc chắn là vô hạn. Ồ đúng, một kẻ có quan hệ thân thiết với hạng lưu manh giống như Hạ Hầu Trác, còn ăn rất khá.
Lão tử còn chưa từng cao cao tại thượng như vậy, thì tên rác rưởi như ngươi, dựa vào đâu mà nhìn hạ sách cùng Lưu Thắng Anh như vậy? Có muốn cùng lên lớp không? Lớp cái còn gì? Ta lên lớp từ bao giờ vậy? Tiên sinh. Con bà nói đây mới đúng là vẻ mặt của giáo tập trong học viện này. Lạnh lùng đó, Yến Thanh Chi trưng bộ mặt như kiểu bọn họ không hề quen biết. Đi thẳng vào bên trong giáo đường này lớn gấp đôi so với giáo đường trước đây Hà Đu Đu từng học. Mọi người có thể ngồi ở vị trí bất kỳ. Quy định là ai đến sớm sẽ được chọn chỗ ngồi tốt. Nhưng vị trí giữa ở hàng đầu tiên, không có ai tranh, vì đó là chỗ của Hứa Thanh Lân. Tiên sinh. Lý tiên sinh vì có việc nên đã chuyển tới lớp khác. Bắt đầu từ hôm nay, ta là giáo tập của lớp giáp. Các trò có người biết ta, cũng có người không. Ta tên Yến Thanh Chi. Ngồi xuống cả đi, tới đây là được. Ta không biết trước đây Lý tiên sinh có những quy tắc gì, nhưng ta có quy tắc của riêng mình. Sau kỳ thi tháng tiếp theo, chỗ ngồi sẽ được sắp xếp theo thứ hạng. Bây giờ im lặng, ai làm ồn thì tự đi ra ngoài. Ông ra vẻ cái gì dữ vậy? Có ra vẻ nữa thì cũng là tên bị ta cướp mất giường thôi. Lão tử còn chảy nước dãi trên đôi ông nữa đó. Nhà của Cao viện trưởng, Cao Hy Ninh nhìn ông nội vừa tỉnh lại sau cơn say thì cảm thấy có gì đó là lạ. Người như ông nội cô, làm thế nào mà lại uống nhiều như vậy được? Hơn nữa, đêm qua còn có dáng vẻ ca hát như của mấy tên nghiện rượu nữa chứ. Yến tiên sinh cũng thật là, chỉ một bữa rượu tối qua thôi mà khiến cho ông nội uống tới suýt thì lộ nguyên hình. Ông nội, ông không sao chứ? Cao viện trưởng nằm trên giường, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Rồi nhớ lại tối qua khi Yến Thanh Chi mang theo rượu tìm tới phòng. Lúc đầu ông đã từ chối, nhưng không biết tại sao lại bắt đầu uống rượu. Uống rồi uống, không biết sao lại uống quá chén. Tối hôm qua ta có làm chuyện gì ngu ngốc không? Không có không có, ông nội không những không làm chuyện gì ngu ngốc, mà còn có một quyết định rất sáng suốt nữa. Hừ. Quyết định gì? Ông đã bảo Yến tiên sinh tới chỗ lớp giáp để làm giáo tập đó. Còn Lý tiên sinh thì bị chuyển đi nơi khác. Yến Thanh Chi, tên lưu manh hồi hám này. Từng đó có gì đâu. Còn gì nữa không? Cơ hết rồi. Đừng có lừa ta. Rốt cuộc tên vô lại hồi hám Yến Thanh Chi đó còn bảo ta làm gì nữa? Không có không có, Yến tiên sinh của thật chỉ xin ông nội một việc đó thôi. Ông nội đã đồng ý nên ông ấy cũng không nói gì thêm. Mê mưng, vậy còn được. Tuy Yến Thanh Chi tính khí thất thường, nhưng học thức thì không vấn đề gì. Tới lớp giáp giảng dạy cũng sẽ không làm mấy đệ tử đó thụt lùi được. Ây, chỉ là không biết giải thích với Lý tiên sinh như nào. Không sao đâu, tối qua ông nói đã nói rồi, sẽ tăng gấp đôi lương cho Lý tiên sinh. Lý tiên sinh có tới đây còn vui mừng nữa. Ông còn bảo để ông ta đi biên soạn khóa tập, nghe đâu ấy càng vui hơn. Tối qua Lý tiên sinh cũng ở đây uống rượu. Ông nội quên rồi à? Ta còn nói thêm gì nữa không? Ông nội nói Diệp tiên sinh rất giống ông, giống như kiểu con trai ruột luôn đó. Anh, đau tim quá đi.